Hello, chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay thì trời cũng nắng đẹp. Thì hôm nay em cũng tranh thủ đi test mẫu ná họ nghêu và gỗ thun Resize không bẻ 19.3150 nha anh em. 19.3150 em bánh bì bể. Thì bữa giờ miền Trung mưa nắng thất thường quá. Bây giờ sáng nay được hôm trời đẹp thì anh em cùng theo chân em đi đi kiếm thử có con gì để quay cho anh em xem không nha. Rồi đi thôi anh em. Rớt. Rớt. Không có chạy đâu nữa đó. Giờ là không có chạy nữa. Rớt xuống. Rớt xuống cùi ơi. Tìm biệt nó nha anh em. Dạ. Còn một nữa. Nãy giờ giỏi chạy lắm. Dùng khó bán lên rồi. Nó ở làm chi mà bán nhiều khi bi nó đi á, trúng chi là nó lạc đạn hết. Rồi ok, tiếp tục nha anh em. Rớt. Rớt. Rớt có mình bịp anh em. Rớt tự do rồi mà. Kê ra anh em ra anh xem. Vô lụm. Vô xin xin con kia lụm. Nhanh để nó bò nó còn sống á. Ôi, tưởng nó mốm bịp bịp. Chô ngang cái đầu sao mà bê được nữa. Bịp bịp nha anh em. À, anh em còn bán cùng lúc mà không biết ông nào viên nào trúng thôi, không biết. Thấy một viên ngang cánh đây. Viên ngang cánh nhưng viên ngang đầu. Viên ngang cánh thế này. Viên ngang cánh đâm vô người luôn em ơi. Hai viên đều trúng nha. Hả? Mấy viên? Hai viên đều trúng luôn. Đúng hai viên, anh thấy đúng hai viên luôn mà. Ừ, một viên đâm vào cánh nè. Còn viên trúng đầu nè. Làm sao mà đỡ được nữa. Anh thấy nó nhẹ, nó trúng thì nó nhẹ lên lặn bịch nữa mà. Rồi, ok. Tìm biệt nha anh em. Tiếp tục nha. Không, nó còn bay được. Rớt. 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 Rớt quá đẹp. Rớt quá cái anh em. Nó rụng là rụng. Dặn. Đây anh em. Ê coi. Nó còn bê được. À, anh Sơn. Bè nữa đi tao. Bè nữa đi. Đây nha anh em. Ô nó bè từ ngoài kia. Nó vô đây rớt nha. Lì lì cái bắn mặt. Làm sao mà đỡ được. Hơn là cái mẹ lông nó cũng dễ thấy á, nên mới dễ kiếm. Chứ nói gẹp như con cu là thao rầu không thua á. Đây nha anh em. Phải làm được nha. Đấm. Giữa nha. Rớt. Giữa nha. Rớt. Kém đầu. Kém đầu chó luôn. Bao xuống lụm nó luôn. Cẩu đồ ra bao xuống nhẹ nhỡ cho bao nhái bao kép.
bao đủ thứ thế bao lụm luôn. Này bán giữa hay hai chào mặt cao không có quá đẳng cấp. Rớt rớt xuống rớt xuống. Rồi 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 rồi, thôi thôi rồi, thôi rồi. Ở được. Cụ bình nữa nha anh em. Còn cách con xà tầm giờ động từ 20 mét lên á. Rồi ok, tiếp tục nha anh em. Đừng xịt. Rớt. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, kiếm ra không? Thấy không? Đầu trước mặt. Con nó bè ta, cầm vô thịt nó. Chết rồi, thâu xe mà. Bánh gì vậy ông? Bánh gì nổ cái đầu nhỏ tậu dữ. Chết rồi. Đây ná thủ anh nó rụng là rụng không. Mở cái bẫy ra bỏ vô nói miết này vô cục thịt úp nút quá đẹp nha anh em. Đừng mình xịt sướng không, sướng không quá tê. Đồ anh bánh cường ly xa đồ anh mới kia mới thích đúng không. Thế rồi ok tiếp tục nha anh em. 20 mét cho lên cu nha anh em. Cú ra anh em một con nha. Rớt xuống. Rớt xuống. Chặt rào rớt rồi. Nèm viên này. Anh em cu anh nha. Tốn phần dưới bụng còn ráng gượng bay nữa. Ok tiếp tục nha anh em.